Chương trình Ngày Mới liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin thời sự mới nhất. Và ngay tiếp sau đây là phần điểm tin báo chí. Trên các trang báo sáng nay, thông tin về tình hình dịch COVID-19 được đăng tải đậm nét. Thưa quý vị, ngay sau khi tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 5 ca dương tính sau khi tiếp xúc với đoàn chuyên gia Trung Quốc có ca bệnh COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế đã làm việc với Vĩnh Phúc. Báo Tuổi Trẻ đưa tin lãnh đạo của Bộ Y tế dự phòng nhận định là hai vấn đề quan trọng nhất với Vĩnh Phúc hiện nay là truy vết và cách ly F1, F2 có tiếp xúc với đoàn chuyên gia. Báo Tuổi Trẻ cho biết từ ngày 30 tháng 4, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi các tỉnh mà đoàn chuyên gia Trung Quốc đi qua như Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, đề nghị tìm kiếm và xét nghiệm những người tiếp xúc với đoàn. Trước đó, thì 5 chuyên gia Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại thành phố Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi, sau đó về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị hôm 28 tháng 4. Khi trở về Trung Quốc, một người trong đoàn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, nguồn bệnh ở đâu thì hiện chưa xác định được. Hiện tại Vĩnh Phúc đã tìm kiếm được 18 người F1, đồng thời tìm kiếm người từng đến nơi mà các chuyên gia Trung Quốc này từng đến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ phạt hành chính bệnh nhân 2899 vì chưa thực hiện nghiêm quy định chống dịch, khiến một số người khác bị lây nhiễm COVID-19. Lý do là bệnh nhân này dù đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng, nhưng khi về nhà lại chưa thực hiện nghiêm các quy định của địa phương mà phải tự cách ly tại nhà. Bệnh nhân vẫn tổ chức liên hoan ăn uống, khiến một số người mắc COVID-19. Báo Thanh Niên đưa tin tỉnh Hà Nam sẽ xử lý phạt hành chính đối với bệnh nhân 2899. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam giao Công an tỉnh và các ngành liên quan ra soát lại hồ sơ vụ việc. Nếu hồ sơ đủ căn cứ, sẽ truy cứu hình sự đối với bệnh nhân 2899. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng kiểm điểm trách nhiệm ông Lương Thanh Ngọc, trưởng trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân 2899 gây hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thế nhưng dịp lễ nhiều địa phương vẫn thất thủ vì lượng khách quá đông như tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trước tình hình quá tải khách du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công điện hỏa tốc về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nghiêm du khách vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Báo Vietnamnet đăng tải công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân trong dịp này thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe hai bánh, hạn chế sử dụng ô tô cá nhân. Do lượng du khách quá đông, tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị mọi người dân và du khách nâng cao tinh thần, đề cao cảnh giác, đề phòng người xấu, kẻ gian trà trộn lợi dụng. Đồng thời thì người dân và du khách phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Nghệ thuật thích ứng, tiêu đề một bài viết đáng chú ý được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo nội dung bài viết, chưa bao giờ người làm nghệ thuật tại Việt Nam lại trải qua giai đoạn khó khăn như thời gian qua bởi ảnh hưởng của dịch. Nhưng cũng trong hoàn cảnh đặc biệt đó, cả người sáng tạo và thụ hưởng dần thích ứng như một điều tất yếu. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, với sự phát triển và tương hỗ của công nghệ, nhất là Internet, những khái niệm thưởng thức nghệ thuật mới ra đời và biểu diễn nghệ thuật trực tuyến lên ngôi. Từ những chương trình nghệ thuật được dàn dựng bài bản công phu như các buổi hòa nhạc, đêm nhạc lớn thu hút hàng chục nghệ sĩ tên tuổi, đến các mini show của nghệ sĩ, những buổi livestream trên sân khấu là nhà liên tục diễn ra. Ở phương diện người hưởng thụ, thưởng thức nghệ thuật trực tuyến cũng đang dần trở thành trào lưu để thúc đẩy những người làm nghệ thuật tiếp tục sáng tạo trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.